Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt giả sư để vào Úc Ngày 3 tháng 7, AFA Tiếng Việt Loan Tình bắt 3 người trong đường dây đưa người đi Úc lao động trái phép dưới vỏ bọc nhà sư Theo đó, 3 người trong đường dây đưa người sang Úc lao động trái phép dưới vỏ bọc nhà sư vừa bị công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Cụ thể, AFA dẫn truyền thông nhà nước cho hay Công an tỉnh Hà Tĩnh trong ngày 2 tháng 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Hằng, ngụ tại quận 7 Sài Gòn, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức Đậu Thị Khuyên tại Hà Tĩnh về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Nguyễn Văn Khánh ở Đồng Nai về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Và đây là hình bài trên AFA. Theo AFA, Công an Hà Tĩnh cho biết, từ cuối năm 2023, công an đã nắm được thông tin có một số nghi phạm lợi dụng việc các cơ sở Phật giáo ở Úc thường xuyên tổ chức các khóa tu học dành cho Phật tử trên toàn thế giới, nên đã móc nối tổ chức cho nhiều công dân ở các tỉnh thành trong nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Bạc Liêu, Sài Gòn, để trốn sang Úc lao động trái phép với thủ đoạn làm giả hồ sơ nhà sư. Chi phí mỗi lượt đưa đi thành công là 300 triệu đồng. AFA cho biết vào đầu năm 2024, công an phát hiện khuyên Hằng và Khánh tổ chức cho Hồ Văn Thình ở Nghệ An sang Úc lao động theo đường dây trên. Theo thỏa thuận, khi Thình sang đến Úc, nhóm của Hằng sẽ cho người đón Thình và sắp xếp công việc làm nghề nông tại Úc cho ông. Để thực hiện hành vi trên, nhóm của Hằng yêu cầu Thình cạo đầu mặc đồ tu hành đến chùa Kim Quang ở Đà Nẵng để chụp ảnh giả mạo. Sau đó, Hằng liên hệ các cơ sở tôn giáo ở Úc để xin thư mời cho Thình với pháp danh Thích Giác Ngộ và đang tu hành tại chùa Kim Quang. Nhóm của Hằng cũng đã liên hệ với Nguyễn Văn Khánh ở Đồng Nai nhờ làm thay đổi hình ảnh chân dung trên căn cứ công dân của Thịnh thành Phật tử theo Phật giáo. Tuy nhiên vẫn theo AFA, đường dây của nhóm Hằng đã bị công an phát hiện và đến ngày 9 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hằng, Khuyên và Khánh. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vài năm trở lại đây, kể từ sau đại dịch Covid-19, khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng suy thoái trầm trọng, người Việt thuộc mọi giới đều tìm mọi cách để ra nước ngoài làm việc, định cư bằng cả những con đường hợp pháp và bất hợp pháp. Và đây là hình người tị nạn tại trại tạm gần biên giới. Gần đây ngày 7 tháng 5, AFA đã công bố một phóng sự dài về hành trình vượt hàng rào biên giới vào Mỹ từ Mexico của người Việt. Theo đó, gần 6.000 người Việt đã luồn lách qua những cánh rừng, những hoang mạc đầy bất trắc gần biên giới đường bộ mexico để leo rào vào mỹ một cách bất hợp pháp họ đánh cửa cả tài sản tuổi trẻ và tính mạng với hy vọng mơ hồ rằng sẽ được định cư tại mỹ afa cho biết hầu hết những người di dân việt nam muốn vượt hàng rào biên giới vào mỹ đều nhập cảnh vào mexico bằng nhiều con đường khác nhau đến được mexico họ sẽ được tài xế người mexico chở qua đoạn đường rừng đến hàng rào biên giới với san diego tại mỹ từ đây đường dây đưa người sẽ hướng dẫn họ vào mỹ bằng cách vượt hàng rào biên giới giữa Mexico và San Diego. Sau khi vượt qua biên giới, họ được đưa đến một cơ sở tạm giữ người nhập cư trái phép ở San Diego. Họ sẽ bị cảnh sát biên giới đưa vào cơ sở giam giữ gần San Diego. Ở đây, nhân viên thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ kiểm tra lý lịch và phỏng vấn người di cư. Quá trình làm thủ tục này mất từ 2 đến 7 ngày. Cuối cùng, người di cư sẽ được ra khỏi trại tạm giam và bắt đầu quá trình nộp đơn xin tị nạn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người Việt giả sư để vào úc. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam nhận tài trợ để chuyển đổi năng lượng xanh nhưng lại xây nhà máy điện than. Ngày 2 tháng 7, BBC Tiếng Việt có bài Việt Nam nhận 15 tỷ để giảm điện than nhưng xây thêm nhà máy, Mỹ sẽ giám sát chặt. BBC cho biết nhà máy điện sông Hậu 2 công suất 2,1 GW hiện đang được triển khai xây dựng đã ký kết thỏa thuận kết nối lưới điện quốc gia và khoản vay gần 1 tỷ đô la. Và đây là hình bài trên BBC. Nhà máy này do tập đoàn Tokyo Venture của Malaysia làm chủ đầu tư. BBC dẫn lời bà Lucy Hammer từ tổ chức Global Energy Monitor nói rằng, việc chính thức triển khai xây dựng nhà máy sông Hậu Hai gây thất vọng và đáng lo ngại vì đe dọa kế hoạch giảm công suất điện than mà Việt Nam đã thiết lập trước đây và việc này cho thấy Việt Nam đi ngược lại xu hướng từ bỏ than trên toàn cầu. BBC nhắc lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết Việt Nam sẽ giảm một nửa công suất nhà máy than vào năm 2035 và loại bỏ dần điện than vào năm 2044 để đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại thượng đỉnh khí hậu ở Scotland năm 2021. Các thỏa thuận tài chính của các đối tác Malaysia sẽ đặt Việt Nam vào thế bị soi xét kỹ lưỡng do các lo ngại về chính trị, kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng, và Hummer nhận định. Theo BBC, Việt Nam được đánh giá là có nguồn năng lượng gió và mặt trời dồi dào và bậc nhất trong khu vực. Và đây là hình nhà máy sông Hậu 2 đang được xây dựng. Nguy hiểm hơn, công suất điện than mà nhà máy sông Hậu 2 mang lại sẽ đặt Việt Nam vào nguy cơ vi phạm giới hạn 6 GW công suất điện than mới theo gói tài trợ quốc tế trị giá 15 tỷ đô la của Thỏa thuận Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, viết tắt, chép. Đáng chú ý là BBC cũng cho biết Việt Nam hiện có 5 dự án điện than chưa được tài trợ, có công suất dự kiến vượt quá 6 GW, bao gồm Long Phú 1, Na Dương 2, Quảng Trạch 1, Vũng Án 2 và Sông Hậu 2. 5 nhà máy này đã được gia hạn đến tháng 6 năm 2024 để quyết định tiếp tục triển khai hoặc hủy bỏ. BBC dẫn tin từ một trang tin tức quốc tế cho biết, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, họ và các đối tác quốc tế khác tiếp tục khuyến khích Việt Nam theo đuổi các mục tiêu nêu ra trong chép để triển khai năng lượng tái tạo và chuyển đổi khỏi năng lượng than. Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo về khả năng xây dựng và vận hành thêm nhà máy than. Điều này có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực nói trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thực hiện những cải cách cần thiết, loại bỏ dần việc sản xuất điện đốt than, tăng cường năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu điện, đồng thời huy động nguồn tài chính đã cam kết để đạt được những mục tiêu này. Và đây là hình những nhà hoạt động môi trường bị bắt. BBC dẫn lời ông Jack, giám đốc chiến lược cấp cao về khí hậu quốc tế tại Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên cho biết không phải là một dấu hiệu tốt nếu một quốc gia như Việt Nam tiếp tục đầu tư vào than. BBC nhắc lại, cuối năm 2022, Việt Nam ký thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng viết tắt JEP với một nhóm các nước giàu và các ngân hàng phát triển trị giá 15,5 tỷ đô la để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Các nước tài trợ gồm các quốc gia thuộc khối G7, EU, Na Uy và Đan Mạch. Tuy nhiên, vẫn theo BBC, còn nhiều câu hỏi đặt ra về tính khả thi và minh bạch của quá trình này, nhất là khi Việt Nam đã cho bỏ tù nhiều nhà hoạt động môi trường hàng đầu. Những người lẽ ra đóng vai trò giám sát độc lập, việc thực hiện cam kết đầy tham vọng này. Đó là bà Nguyễn Thị Khanh, ông Đặng Đình Bách, bà Hoàng Thị Minh Hồng, và bà Ngô Thị Tố Nhiên. BBC dẫn nhận định của tiến sĩ George từ Viện Chicha nghiên cứu về châu Á đăng trên trang của quỹ tại Đức ngày 10 tháng 3 cho rằng các tổ chức phi chính phủ Việt Nam đã không còn có thể lên tiếng trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, các vụ bắt bớ và truy tố. Theo ông cho thấy, sự tương phản sâu sắc với những cam kết trong thỏa thuận chép với phía Việt Nam về cơ chế tham vấn. Quý vị đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam nhận tài trợ để chuyển đổi năng lượng xanh nhưng lại xây nhà máy điện than. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.